Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị, hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgcathu.vn, 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 gcathu.vn, shopgcathu có dấu hỏi .vn là đường link lừa đảo nhấp mã độc, các bạn để ý kỹ trước khi mua tài khoản nhé. Luôn kể cả thỏ Slim nhá. Mỗi tôi bây giờ mình không còn lính. Ui, máu rút, máu rút, máu. Ui. Niệm luôn rồi. Hello. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của vị tướng Brai và để xem vị tướng này leo danh như thế nào trong phiên bản hiện tại thì các bạn hãy cùng theo dõi nha. Vừa xong thì mình cũng đã có dạy dỗ cho Mark một bài học rồi và không biết là Mark có về hay chưa. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Mark chưa chịu về khi mà Mark không còn quá nhiều máu, cố gắng tấn công vào Mark và đây là chiến công đầu là chơi. Thế là mình được một màn từ điểm đầu game rồi đấy. Như các bạn biết thì Brai là chất tướng có thể đi được rất nhiều vị trí. Các bạn có thể vác đi solo đường này, các bạn có thể vác đi rừng, hoặc là thậm chí các bạn có thể vác đi đường rồng. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình vác vị tướng này đi solo đường nhá. Bởi vì lý do dạo gần đây thì mình làm clip cho mọi người phong cách đi rừng khá là nhiều rồi. Sợ đi rừng mãi là các bạn sẽ cảm thấy chán. Vậy nên là ngày hôm nay sẽ là phong cách Brai đi solo đường. Và tiếp tục là chúng ta sẽ chờ đợi thôi. Không biết là Mark team địch đâu ấy. Đây rồi, tiếp tục lao ra cấu rỉa xương xương, cố gắng tấn công vào Mark phát nào. Mark ơi, uầy, cũng quay ngược lại tấn công mình như đúng rồi ấy. Nhưng mà hiện tại thì mình cũng cấu rỉa nhiều hơn các bạn ơi. Đấy, Mark là bây giờ lựa chọn phong cách ôm trụ rồi. Mark các bạn thông cảm giúp mình nhá. Hiện tại thì mình mới đổi chỗ làm việc, vậy nên là cái phòng làm việc của mình ấy chưa được kê đồ vào và chưa có cái miếng dán tiêu âm, dẫn tới một điều là khi mà mình làm cái đích trong người nó hơi bị vang ấy, thế nên mong các bạn thông cảm giúp mình. Đợi mấy nữa mình kê đồ vào thì nó sẽ có được đồ đạc trong phòng ấy thì nó sẽ bớt vang, chứ bây giờ phòng nó trống rỗng không ấy. Tiếp tục là cấu rỉa Mark này. Mark bây giờ là còn 2 cục máu mà thôi, mình sẽ tranh thủ đẩy lính lên thật là nhanh, sau đó mình sẽ tiếp tục là cấu rỉa. Không biết là Mark về hay chưa. Đây rồi, chưa chịu về. Nào bạn ơi. Ui, đánh cả mình sợ quá. Mà cái trụ bây giờ nó bắn mình. Trời đất ơi. Lỗ rồi các bạn ạ. Không thể tin nổi, vừa xong cái trụ nó bắn mình một phát mất. Bây giờ mình còn đúng 2 cục máu. Không cho Mark về. Úi giời, Mark về nhanh thật. Hiện tại là team mình đang bị thua rất nhiều về cái điểm hạ gục nhá. Team địch ăn được 4 mạng mà trong khi đó là team mình ăn 1 mạng mà thôi. Mình nói thật là mình cho tiền Mark cũng không dám bay vào trong trụ đâu. Thách luôn ấy. Đấy, mình đoán có sai đâu. Băng vào trong trụ là xác định là chết dưới tay của mình ngay. Bởi vì các bạn lưu ý giúp mình nhá, vì tướng Brai có một cái chiêu cuối vô cùng lợi hại. Sao bây giờ mình nhìn thấy Mark nhìn nó cứng cáp dã man các bạn ạ. Nhìn mà cảm thấy nản luôn ấy. Vạch máu thì nhìn cũng dày. Thế nên là mình cũng hơi bị ngao ngán nhá. Mình sẽ cần phải chờ đợi cho Murat team mình di chuyển lên để hỗ trợ cho mình nữa. Murat ơi, lao vào hỗ trợ cái. Đúng rồi, cẩn thận, đừng có giật bóng về. Đừng giật bóng, mình biết ngay mà giật bóng về để cho Zil nó bắt bài cái kìa. Thôi để mình di chuyển ra mình hỗ trợ cho Murat. Yên tâm, Zil là của mình. Zil đi đâu, Zil bốc ơi. Thế là mình có được mạng thứ hai. Tại vì vừa sau mình thấy Murat team mình lên ganh ấy, thì mình cũng thấy bóng dáng của Zil mà. Thế nên là mình lại là Mark. Khổ thế nhở. Ấy, Mark có tiêu diệt được mình đâu, để mình cấu gì ạ? Trong khoảng thời gian này mình sẽ trình bày cho tất cả các bạn qua về video dành cho vị tướng Brai nhá. Trang bị đầu tiên mình sẽ lên đó là dệt kiên cường, ngoài ra sẽ là thanh kiếm rồi đến vút hung tàn, sau đó là dệt thần cung, nanh phân y và trang bị cuối cùng sẽ là trang bị giáp phòng mệnh. Ok, đây là video này, các bạn có lên full thủ giúp mình, xin lỗi mọi người, các bạn có lên full công thôi. Thật ra thì các bạn có thể lên một vài đồ thủ, nếu như mà thấy pháp sư hoặc là xạ thủ kim địch quá mạnh thì các bạn có thể lên 1-2 trang bị thủ cũng được nhá. Nhưng mà trận đấu ngày hôm nay thì mình lựa chọn phong cách lên full đam. Đây là cách lên đồ chúng ta sẽ cần phải đánh đổi. Sở hữu một lượng sát thương rất lớn nhưng mà sẽ có một cái lượng máu cực kỳ mỏng nhá. Phải chấp nhận thôi. Thật ra nếu như mà trận đấu này mình đi rừng thì mình có thể đi ganh đào đường được thường xuyên thì trận đấu này sẽ bớt nhạt. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì team địch ít lên ganh mình quá.
Ủa Mark đi đâu đấy? Trời đất ơi, Mark bỏ trụ thì thôi, bây giờ mình sẽ làm tạm cái trụ này vậy. Ngon lành cành đào, đổi một trụ lấy một mạng cũng thành công, như thế này là được rồi. Mình lấy xong cái trụ này là mình có thể tự tin xuống núi được rồi nhá. Đấy, cái tầm này là xuống núi được rồi. Thường thường là mình hơi bị lan tăn với cái trụ đứng trên của tiên địch, nhưng mà sau khi mình lấy xong là mình có thể là đi ganh đảo đường được thoải mái, không còn áp lực với cái trụ đường trên nữa. Cướp thật là nhanh cái con bùa đỏ này, sau đó mình sẽ di chuyển dần xuống đường dưới. Chứ còn mình thấy từ đầu trận đấu đến giờ đường dưới giao tranh liên tục thôi. Mình nhớ tiên địch lắm rồi đây, để mình di chuyển ra mình hỗ trợ cho Dirac. Dirac đi, mình đang gặp nguy hiểm, em tới ra đây. Trước tiên là ma lốc này bốc hơi một bé ra đi, và kể cả thỏ Slim, thỏ bốc hơi double kill. Bây giờ mình sẽ quay ngược lại để có thể tấn công nốt cả Zil nhá. Thôi, may quá, dùng chưa một. Ấy, sợi chip bờ kêu. Đấy, phải như thế các bạn ạ. Vừa đánh vừa có thể chạy. Và vừa xong thì mình cũng phải đầu tư tốc biến. Nhưng mà quay ngược lại, tiêu diệt một phát là Zil bốc hơi ngay. 5 mạng rồi. Dạo ở đây thì mình cũng đã trình bày rồi clip của mình ấy, thì bây giờ bị tụt view và tụt tương tác rất là nhiều. Cũng chỉ hy vọng rằng các bạn xem clip của mình nhớ share clip này đến nhiều bạn khán giả khác, để cho các bạn khán giả khác biết tới kênh YouTube mình nhá. Ngoài ra các bạn nhớ để lại bình luận giúp mình để kênh YouTube của mình tăng lên tương tác. Một dấu chấm một dấu phẩy cũng được. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ là Mark không còn trụ để có thể thủ nữa, thì làm sao mà Mark về được nữa đây Mark ơi. Không về được luôn, Mark chắc chắn bốc hơi. Đấy, vừa xong, nếu như mà Mark còn trụ ấy thì Mark có thể chạy được về trụ rất là nhanh, nhưng mà căn bản là mình lấy cái trụ của Mark rồi mà. Khỏe rồi, bắt đầu là khỏe rồi đấy, mình được 6 mạng rồi. Trong phiên bản hiện tại thì vị tướng Bright không hề có sự thay đổi về sức mạnh. Các bạn có phải công nhận với mình là hiện tại Bright không phải là vị tướng quá hot đúng không nào? Không phải vị tướng quá hot đâu nha. Quá chuẩn luôn. Hello Kahi, tấn công vào Kahi, cố gắng tiếp cận và... Úi dồi, Kahi mất nửa cây máu rồi, phí quá các bạn ơi. Trời, rơi bị quay rồi, em có chiêu cuối đây. Cố gắng đổi mạng, nhưng mà không được rồi các bạn ơi. Xin vĩnh biệt cụ. Mình chỉ lấy được đi nửa cây máu của Zil mà thôi. Và vừa xong mình cũng đã bị chấm dứt sau chuỗi ăn mạng liên tiếp 6 mạng đây này. Quá đau lòng, đây là một trận đấu vô cùng căng thẳng nhá. Về cái điểm mạng của cả hai bên cực kỳ cân bằng. Cả hai bên mỗi bên ăn 10 mạng luôn. Những cái trận đấu như thế này nó mới vô cùng là kịch tính và căng thẳng. Chắc chắn là mình sẽ cần phải quan tâm đến thỏ Slim này, quan tâm đến Kahi này và quan tâm đến Zil. Đây là ba vị tướng máu rất là giấy nhá. Về dàn trụ ấy, mình có quan sát qua team địch là còn 6 cái trụ, và trong khi đó là team mình chưa mất một cái trụ nào cả. Các bạn đủ biết là team mình giữ trụ như thế nào. Mặc dù là cái điểm hạ gục thì chênh lệch không quá nhiều, nhưng mà về dàn trụ là team mình đã hơn rồi. Quan sát qua trên mini map thì team địch không dám lên quá cao luôn. Thế này thì đánh đấm cái gì đây? Cứ chờ đợi nhá. Murat cẩn thận. Trời ơi, Murat bị quay rồi. Thường thường thì mình cũng đã trình bày cho mọi người, mỗi trận đấu mà mình bắt gặp vị tướng Kahi ấy thì mình cực kỳ khó chịu với Kahi. Lý do nếu như mà Kahi ở team địch thì nó sẽ có chiêu cuối. Ấy, bắt luôn Mark này. Mark đi đâu đây? Thịt luôn Mark. Mark bốc hơi. Chả hiểu sao lại là chiến binh cảm tử lao vào như vậy. Khi mà team địch có Kahi thì nó sẽ đứng ở trong nhà, nó kích quạt chiêu cuối, nó bắn ra bên ngoài, sau đó nó dọn lính rất nhanh. Đấy là lý do tại sao mà mình ghét Kahi đến vậy. Mà thường thường những trận đấu mà có Kahi ở team địch ấy thì mình đều trình bày cho mọi người thôi. Mà lốc nhìn cứng cáp quá, ném không ăn thua các bạn ạ. Vì tướng Bright này nó có một cái điểm lợi. À đâu, điểm dị chứ không phải điểm lợi. Bởi vì nếu như các bạn đứng xa là các bạn có thể ném như kiểu ném giáo mặt đối phương, như kiểu thỏ Slim ném giáo ấy. Nhưng mà khi các bạn đứng gần thì các bạn sẽ dùng cây kiếm để chém nhá. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào để hỗ trợ đồng đội này. Mình tới rồi đây, trước tiên là Kahi đi đâu? Kahi đứng lại, thịt luôn Kahi. Trời ơi, Kahi bốc hơi rồi. Bây giờ thịt luôn kể cả thỏ Slim nhá. Mỗi tôi bây giờ mình không còn lính. Ui, máu rút. Ui giời ơi. Như kiểu quả bom hẹn giờ các bạn ạ. Nếu như vừa xong mình tiêu diệt được thỏ Slim thì khả năng cao mình không phải lên bảng điểm số đâu. Bây giờ chỉ có trông chờ vào những người đồng đội mà thôi. Để mà so sánh về chất tướng ấy thì chất tướng team mình cũng rất mạnh nha. Chất tướng team mình có cả đỡ đoàn ba Doom vô cùng cứng cáp như thế này. Đánh về late game thì cũng không hề ngao ngán team địch. Đấy, Murat thì cũng đang chủ động ăn cái con Caesar rồi. Zone bây giờ xây cũng rất đã rồi. Trời ơi, vẫn để Malok chạy được kìa. Murat ăn cái con Caesar chật vật dã man.
Mãi mà chưa tiêu diệt được con Zeta. Ok thì mình có Zeta rồi nhá. Chờ đợi thôi, chỉ cần đối phương lên cao thôi. Mà mãi chả thấy ai lên cao gì cả. Team địch đâu hết rồi, không thấy trên minimap. À có Kahi. Đường dưới thì Thỏ, Slim lẫn cả Zeal đang tính ép trụ mà thôi kệ đi. Bây giờ mình sẽ tập trung bắt vào Kahi, thêm sự hỗ trợ của đồng đội nữa. Từ từ để mình di chuyển ra. Trước tiên là chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến Kahi nhá. Áp sát Kahi, Kahi bốc hơi. Và bây giờ thì chơi luôn Malok. Châu đánh lâu cũng chết. Đứng lại. 3-1 không chuột cung que. Malok lên bàn điểm số. Đấy, phải bắt vào những cái sai lầm của team địch như vậy. Và hiện tại team địch thiếu người rồi. Cố gắng làm sao ép được càng nhiều trụ càng tốt nhá. Và Mark này, ba đường vào tanh trụ đi. Bây giờ Mark là của mình, Mark là của mình. Ba đường đánh rất hiểu ý và vừa xong bạn ấy tanh trụ giúp mình. Ok, team địch hiện tại là mất 4 thành viên rồi. Chúng ta sẽ ép luôn, đây là sẽ là đường lý sư cấp đầu tiên này. Có được một đường lính sư cấp đầu tiên rồi, chờ lính ở đường dưới. À đâu, xin lỗi mọi người, đường trên nhá. Chờ lính đường trên lên cao, tiếp tục mình sẽ đẩy lính ở đường trên, sau đó chúng ta ép luôn cái trụ ngoài rìa. Còn bây giờ để mà lấy được tiếp tục đường lính sư cấp nữa thì hơi khó nhá. Không có ai thủ trụ đường trên, ép luôn. Rồi, như này là thành công và rút lui. Đấy, team địch bắt đầu kéo nhau ra thủ kìa. Không việc gì phải vội, ép từ từ. Thường thường ấy thì các bạn khi mà đánh Brawl full máu các bạn đừng có kích quạt trực cuối vội nhá. Lúc mà các bạn độ khoảng tầm 2 cục máu, 3 cục máu các bạn kích quạt trực cuối thì đấy nó sẽ rất là hợp lý. Những cái trang bị trong trận đấu ngày nay mình lên dành cho vị tướng Brawl, mục đích mình muốn Brawl có được tốc đánh cao và chí mạng lớn nhá. Ôi lại chuẩn bị đánh nhau rồi. Nhưng mà Mark thì không dám lao vào kìa. Vừa xong thấy Mark ulti mà không dám lao vào. Bây giờ team mình đang thiếu 3 Doom nhá. Nhưng mà Murat đánh hổ báo quá. Từ từ để mình di chuyển ra mình hỗ trợ bạn. Trước tiên là Kahi, dí luôn Kahi. Chạy được đi đâu Kahi bốc ơi. Trời ơi bắt được một thành viên rồi. Ngoài ra Thỏ Slim bắt luôn chủ lực. Đây là chủ lực này, Thỏ Slim bốc hơi double kill. Trong giao tranh mình chỉ cần tìm kiếm được chủ lực team địch thôi. Và vừa xong mình có thể bắt được Thỏ Slim và Kahi một cách cực kỳ dễ dàng. Và bây giờ team địch như kiểu rắn mất đầu các bạn ạ. Rắn mất đầu rồi thì làm sao mà di chuyển được nữa. Còn hai vị tướng thủ nhà thì chắc chắn sẽ không thể thủ được nhà đâu. Khi mà bây giờ team mình ép như thế này, bắt nốt Zeal nhá. Zeal chỉ cách bỏ chạy kìa. Chỉ bỏ chạy thì thôi kệ đi, đuổi Zeal mất thời gian. Bây giờ lên hỗ trợ đồng đội kết thúc trận đấu. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để có thể xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye mọi người, bye bye.